Cyrus Đại Đế đã biến Ba Tư cổ đại thành siêu cường như thế nào? Cyrus Đại Đế, vua Ba Tư với tấm lòng khoan dung và nhân hậu, đã tạo dựng nên một trong những đế chế lớn nhất lịch sử thế giới. Chỉ trong khoảng 15 năm, nhờ chiến lược quân sự thông minh và phong cách cai trị độc đáo, ông đã hợp nhất nhiều bộ tộc bán du mục thành đế chế Ba Tư hùng mạnh, chinh phạt nhiều quốc gia khác và trở thành siêu cường hàng đầu thời cổ đại. Vậy quá trình lập nên đế chế Ba Tư của Cyrus Đại Đế đã diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tinh Gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Sự trỗi dậy của Cyrus Đại Đế. Cyrus Đại Đế, hay còn gọi là Cyrus II, sinh khoảng năm 590 đến 600 trước Công nguyên, là người sáng lập đế chế Ba Tư thứ nhất, đế chế Achaemenid. Ông thuộc bộ tộc Pasargadae, một bộ tộc chăn nuôi gia súc tại khu vực phía Tây Nam Iran hiện nay. Thông tin về tuổi trẻ và dòng dõi của Cyrus rất hạn chế, chỉ biết rằng ông thuộc hoàng gia Achaemenid, có thể là do quan hệ máu mủ hay thông qua hôn nhân. Một truyền thuyết nổi tiếng kể rằng khi Cyrus mới sinh, một nhà tiên tri đã dự đoán ông sẽ trở thành vua. Do lo sợ lời tiên tri này, vua của Media, người nắm quyền cai trị đế chế hùng mạnh chi phối phần lớn Iran hiện đại, đã ra lệnh giết hại Cyrus. Tuy nhiên, một viên quan cao cấp đã cứu sống Cyrus và lén lút nuôi dạy ông. Vào năm 558 trước Công nguyên, khoảng 5 năm sau khi trở thành vua chư hầu của đế chế Media, Cyrus đã đoàn kết các thủ lĩnh bộ tộc Ba Tư khác. Dưới sự lãnh đạo của ông, họ nổi dậy chống lại vua Media Astyages. Với sự hỗ trợ từ một tướng quân Media đảo tẩu, Cyrus đã đánh bại Astyages tại trận Pasargadae và chiếm thủ đô Ecbatana vào năm 550 trước Công nguyên. Một khi đã từ vị thế bị chinh phục lên làm người chinh phục, Cyrus chọn cách cai trị bằng lòng khoan dung, không tìm cách trả thù. Ông đã ban cho Astyages một địa vị cao trong triều đình, giữ lại Ecbatana làm thủ đô mùa hè và trao cho các quý tộc Media các chức vụ quan trọng. Tuy nhiên, sự khoan dung của ông không phải là vô hạn. Ông đã ra lệnh giết hai người thân của Astyages vì xem họ là mối đe dọa. Cyrus chinh phạt Lydia, mở rộng đế chế của mình. Cyrus Đại Đế và sức mạnh của đế chế Ba Tư đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Croesus, vua của Lydia, vùng đất bao gồm một nửa phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Trước khi quyết định tấn công Ba Tư, Croesus đã gửi sứ giả đến Delphi để thăm nhà tiên tri Hy Lạp. Câu tiên tri mà ông nhận được là nếu Croesus chọn chiến đấu, một đế chế vĩ đại sẽ bị phá hủy. Lầm tưởng đế chế sẽ bị phá hủy là Ba Tư, Croesus dẫn đầu quân đội của mình vượt qua sông Halys và tấn công người Ba Tư vào năm 547 trước Công nguyên. Sau một trận chiến thiếu quyết đoán, Cyrus nhanh chóng tập kích lực lượng Lydia đang rút lui trong cái lạnh của mùa đông, đẩy họ về phía thủ đô Sardis. Trong trận Thymbra quan trọng, Harpagus, vị tướng đã từng bên phía Media, sử dụng chiến thuật độc đáo. Ông đã sắp xếp những con lạc đà mang hành lý ở mặt trận và mùi của chúng đã khiến ngựa của quân Lydia bỏ chạy hoảng loạn. Bị kẹp chặt trong Sardis, người Lydia cuối cùng đã đầu hàng trước người Ba Tư. Câu tiên tri trước đó đã trở thành hiện thực, nhưng đế chế bị phá hủy là của Croesus chứ không phải của Cyrus. Sau chiến thắng, Cyrus đã thể hiện sự khoan dung đối với người Lydia, giống như cách ông đã làm với người Media. Ông giữ nguyên kho bạc tại Sardis và đưa Croesus vào dưới sự bảo hộ của mình. Bằng cách tôn trọng và duy trì văn hóa, tôn giáo và luật pháp địa phương, Cyrus đã giành được lòng tin từ những dân tộc mới. Như John Wiley, giáo sư lịch sử tại Đại học California, Santa Barbara đã nói, Cyrus thường đồng hóa hoặc tiếp quản các cơ cấu hành chính tại những vùng ông chinh phục và giữ nguyên những người lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, sự khoan dung của Cyrus không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Khi quý tộc Lydia lên tiếng phản đối, Cyrus đã trừng phạt họ bằng cách hành hình và biến những người ủng hộ họ thành nô lệ. Tướng Harpagus tiếp tục chiến dịch mở rộng lãnh thổ bằng những cuộc chiến tàn khốc đối với người Hy Lạp ở Ionia, buộc họ phải di tản đến Ý và từ bỏ các thành phố của mình. Giáo sư Lee cũng nhấn mạnh rằng Dù nhiều câu chuyện ca ngợi lòng khoan dung của Cyrus, thực tế có phần khác biệt. Lee phân tích, mặc dù Cyrus tôn trọng các phong tục và tôn giáo địa phương và làm việc với các tầng lớp quý tộc, nhưng những bằng chứng từ thời đại đó, như các bảng chữ hình nêm, cho thấy đế chế Ba Tư luôn tập trung vào việc chiếm đoạt tài nguyên và sức lao động, thậm chí thông qua hệ thống nô lệ từ những quốc gia bị đánh bại. Lực lượng Ba Tư gây ra sự sụp đổ của Babylon. Khi đế chế Ba Tư mở rộng, quân đội của họ cũng trở nên hùng mạnh hơn. Cyrus đã tạo ra một lực lượng tinh nhuệ gồm các kỵ binh giỏi trong việc bắn tên khi đang cưỡi và sử dụng những chiến xa được trang bị lưỡi lê ở hai bên bánh xe. Như Lee đã phân tích, quân đội của Cyrus rất có tổ chức và được huấn luyện chặt chẽ. Chính Cyrus Đại Đế là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Ông có khả năng di chuyển quân đội mình nhanh chóng, thậm chí trong thời tiết khắc nghiệt như mùa đông. Sau khi chinh phạt được các vùng đất ở phía đông, mục tiêu tiếp theo của Cyrus là đế quốc Tân Babylon, cường quốc lớn duy nhất còn lại ở Tây Á. Vào năm 539 trước công nguyên, quân đội Ba Tư đã chiếm lấy đế chế Tân Babylon, một quốc gia giàu có và lớn mạnh. Người Ba Tư bắt đầu bằng việc chiếm thành phố Opis trên sông Tigris. Chỉ trong một tuần, họ đã đứng trước cổng thành phố Babylon, thành phố lớn nhất của thời đại cổ đại, và đã chiếm nó mà không gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào. Theo ghi chép trên một tấm bảng đất sét cổ có tên là trụ Cyrus, được tìm thấy vào năm 1879, Cyrus Đại Đế đã tiến vào Babylon mà không cần phải chiến đấu, và người dân đón tiếp ông với niềm vui mừng. Không lâu sau đó, Cyrus đã trả tự do cho những người Do Thái tại Babylon. Những người trước đó đã bị Nebuchadnezzar II giam giữ sau khi thánh địa Jerusalem bị phá hủy 50 năm trước. Họ được phép trở về quê nhà ở Jerusalem. Trong Cựu Ước, Cyrus được mô tả như một vị vua được chọn bởi Đức Chúa Trời. Với việc chinh phạt đế chế Tân Babylon, đế chế Ba Tư đã mở rộng từ biển Aegean đến sông Indus. Cyrus Đại Đế đã làm chủ một trong những đế chế lớn nhất trong lịch sử cổ đại. Không có đế quốc nào bì kịp trên thế giới thời điểm ấy. Có khi ông được đánh đồng với vua Kay Khosrow trong Huyền sử Ba Tư. Trên một tấm bảng đất sét cổ khác có ghi, ta là Cyrus, vua của vũ trụ. Cyrus qua đời, nhưng đế chế Ba Tư vẫn tồn tại. Thông tin về cái chết của Cyrus Đại Đế vào khoảng năm 529 đến 530 trước công nguyên vẫn còn mơ hồ. Một số nguồn cho rằng ông chết trong trận chiến ở biên giới phía đông của đế chế Ba Tư. Cyrus được chôn cất tại Pasargadae, nơi thi hài ông được đặt trong một cỗ quan tài bằng vàng và được an táng trong một khu mộ đá lớn hướng về phía bình minh. Con trai của Cyrus, Cambyses II, kế nghiệp ngai vàng và tiếp tục mở rộng lãnh thổ của đế chế, bao gồm việc chinh phạt Ai Cập. Đế chế Ba Tư tiếp tục thịnh vượng trong gần 2 thế kỷ trước khi bị Alexander Đại Đế chiếm đóng vào năm 330 trước công nguyên. Ngày nay, lăng mộ của Cyrus nằm ở Iran tại khu phế tích Pasargadae đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lăng mộ này có chiều cao là 11 mét, mặt đáy 12 x 13 mét, với kiến trúc có thể chịu ảnh hưởng từ những ngôi mộ ở xứ Lydia. Và thời kỳ cổ đại, lăng mộ của Cyrus Đại Đế đã từng bị tàn phá, song Alexander Đại Đế vốn là vị thống soái tôn kính Cyrus Đại Đế và có ấn tượng sâu sắc với dòng mộ chí của ông, đã khôi phục lại lăng mộ này. Theo sử cũ, mộ chí của ông cho thấy ông muốn người đời luôn luôn ghi nhớ ông là vị hoàng đế khởi lập đế quốc Ba Tư và là bá vương của cả châu Á. Lăng tẩm này trông giống như một ngôi nhà. Trong cuộc chinh phạt châu Âu, Alexander Đại Đế đã 2 lần thăm viếng lăng mộ này, lần đầu vào năm 330 trước công nguyên và lần 2 sau khi ông chinh phạt Ấn Độ. Theo một số tư liệu ghi lại, vua Cambyses II sau khi nối ngôi đã vinh danh vua cha và an táng ông trong một lăng tẩm ở kinh đô Pasargadae, nơi ông đã đánh bại vua Astyages của Media, chính là ông ngoại của Cambyses II. Cảm ơn các bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!